Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh Bồ Đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này dạ, cảm ơn chị Như Quang. Dạ, con kính lưng mic đến Sư Pháp Thanh rồi để Sư thử âm thanh ạ. Rồi sau đó con sẽ đọc bản chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, con kính lưng mic đến Sư để Sư thử âm thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư hình tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngày trí đức. Chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài thứ hai, người trước khi chào bài giảng. Chúng cùng thỉnh chư tôn đức mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm thành thân chỗ ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm thành thân chỗ ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã ban gây bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm thành thân chỗ ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo luôn luôn vượt năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân chỗ ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính trọng mong chư tôn đức pháp thể ngang ngang. Chúc tất cả quý trung nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin cô Kim Nhung Quê Thủy đọc phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giải thích chia sẻ thêm. Dạ, mời cô Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Bài 2. Người. 1. Tại tịnh xá ở Sa Quát Thí. 2. Rồi vua Bát Xê Na Đí nước Cô Sa Lá đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 3. Ngồi xuống một bên, vua Bát Xê Na Đí nước Cô Sa Lá bạch Thế Tôn: có bao nhiêu loại pháp, bạch Thế Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. 4. Thưa đại vương, có 3 loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. A. Tham pháp. Thưa đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Sân pháp. Thưa đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an trú cho người ấy. Si pháp. Thưa đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp ấy, thưa đại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. 5. Tham, sân, si, ba pháp là ác tâm cho người, chúng di hại, tự ngã, chúng tác thành, tự ngã, như vỏ và lõi cây, tự tác thành trái cây. Dạ, phần chánh kinh hôm nay đã chấm dứt. Dạ, cảm ơn chị Như Quang đã bớt bài. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư để sư giảng giải bài ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài và cảm ơn cô Kim Nhung đã đọc phần chánh kinh. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn giảng giải đề cập đến ba cái pháp gọi là pháp bất thiện, tham, sân, si. Thì khi mà ba pháp này nó khởi lên trong nội tâm chúng sanh thì sẽ đem đến cái khổ đau. Thì như quý vị biết đó, thì ba cái này nó là cái loại bất thiện, là ác, xấu, không tốt đẹp, bất tịnh, vì nó đưa đến cái khổ đau, không có đáng được ưa thích. Thì các loại tâm bất thiện nó bắt nguồn từ từ ba cái căn là tham, sân và si. Thì về cái mình định nghĩa nó thì cái bất thiện nó có nằm cái ý nghĩa bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, có lỗi lầm, tạo ra khổ. Thì tại sao mà nói cái tâm bất thiện nó là bệnh hoạn? Tại vì mình hiểu như vậy nè. Khi mà quý vị mà cái nhiệt độ bình thường của thân thể mình là khoảng 36, 37 độ vậy đó ha. Nhưng mà khi mà nó lên cao, nó 39, 40 độ thì gọi là sốt. Mà khi mà nó lên cao như vậy, nó không ở cái mức bình thường là gọi là bệnh ha. Hoặc là mình ở cái mức là 36, 37 độ, nhưng mà bây giờ nó giảm xuống, nó còn có khoảng chừng 32, 33 độ gì đó, tức là bị lạnh. Cái nhiệt độ nó hạ xuống thì lạnh ha. Thì nóng quá nó cũng là bệnh, mà lạnh quá nó cũng là bệnh. Cho nên là cái bệnh hoạn ở đây tức là cái tâm của chúng sanh nó không ở cái mức quân bình. Nếu mà khi mà cái tâm của một người ở cái mức mà bình thản, không có gì lo lắng, cũng không có gì phải buồn phiền này kia nọ đó, nó nằm ở cái mức quân bình vậy đó, thì bình thường. Mà bây giờ cái tâm của người có sự chấn động, lo lắng, suy tính, thì bắt đầu nó nhảy lung tung, nó không có ở cái mức quân bình, thì nó gọi là bệnh hoạn, không tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì cái gì biết rồi, tức là 12 cái tâm bất thiện á, mà luôn luôn là nó có cái si, nó phối hợp, mà si là gì? Si mê vô minh. Mà khi mà cái si nó có mặt á, tức là lúc đó không có trí tuệ. Mà khi mà mình làm việc với cái tâm mê mờ, không có hiểu biết một cách rõ ràng, làm theo sự sai sử của phiền não nó khống chế, cho nên là chắc chắn là những cái tâm đó sẽ không có tốt đẹp. Tại sao? Không khôn khéo. Thì khi mà mình làm với cái tâm mê mờ như vậy đó, vắng mặt trí tuệ, thì chắc chắn là nó không có được không được khôn khéo rồi, thấy không? Khi mà mình làm với cái tâm trí tuệ, mình biết rõ cái điều nào nên làm, điều nào tránh xa, điều nào làm trước, điều nào làm sau,
thì sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta làm mà cái tâm mê mờ thì là chắc chắn là không có khôn khéo rồi. Thì sao? Nó đưa đến cái gì? Thất bại, à, có lỗi lầm. Tại vì mình làm mà mình với cái sự sai khiến của phiền não, mê mờ, không có trí tuệ thì sao? Thì phải có lỗi lầm, nó không có thành tựu tốt đẹp. Rồi chính vì những cái nhân này đó, không tốt đẹp, không khôn khéo, có lỗi lầm đó, thì gì? Chính là những cái nhân xấu, mà nhân xấu thì sẽ tạo quả khổ đó nha. Đó là năm cái ý nghĩa của bất thiện. Xin lặp lại ha. Bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, có lỗi lầm, tạo quả khổ. Đó là nói gì cái ý nghĩa của năm cái ý nghĩa của tâm bất thiện. Rồi bây giờ mình nói gì cái tâm tham. Thì cái tâm mà bắt nguồn từ cái căn tham á là gì? Là cái tâm ham muốn, nhiễm đắm, dính mắc, bám chặt vào đối tượng. Đó. Thì khi nào mà cái trạng thái nội tâm ở trong chúng ta đó mà nó có sự ham muốn, nhiễm đắm, dính mắc, bám líu vào các cái đối tượng, thì đó là của cái trạng thái của tâm tham. Rồi tâm bắt nguồn từ căn sân. Thì sân á là trạng thái cái tâm nóng giận, tức tối, bất an, bất tội nguyện. Thì khi mà cái tâm mà dao động giống như là nước sôi vậy ha, cái nước nó ở trong cái gì, thấy mà khi mình nấu nước nước sôi đó là luôn luôn là có những cái bọt không khí ở từ dưới đáy nồi nó trồi lên ha, nó làm cho cái nước ở trong nồi là luôn luôn là sao động lăn tăn lăn tăn lăn tăn hoài, không bao giờ nó ngừng nghỉ, nó yên đó ha. Đó thì cái trạng thái mà cái tâm sân đó được các cái vị trưởng lão so sánh giống như là nước sôi vậy đó, bất an. Rồi cái tâm si là cái gì? Si á là nó là một cái trạng thái tối tăm, mê mờ, nó lưỡng lự phân vân, không có bởi vì nó không có sáng suốt, thì nó không có biết cái cách để mà lựa chọn vậy, cho nên là nó cứ phân vân lưỡng lự, không có rõ ràng, rồi sao, nó hoài nghi đúng thứ chuyện, vì nó hoài nghi cho nên nó phân vân, nó lưỡng lự, không có quyết định một cách rõ ràng để mà làm một cách được tốt đẹp đó. Thì đó là ba cái tâm mà Đức Phật đề cập ở trong cái bài học ngày hôm nay. Thì chính vì tham sân si là ba pháp, là những cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện là những cái tâm không có được tốt đẹp, là tâm ác, cho nên là sao, nó đưa đến những cái hậu quả tai hại, là tức là di hại đây là cái quả đó, cho tự ngã, vì chúng sanh hiểu biết một cách sai lầm, cho nên là nó đem đến cái hậu quả khổ đau. Thì giống như
giống như à vỏ và lõi cây. Thì quý vị thấy rằng cái cây á, ha, cái cây ở phía ngoài nó là có cái lớp vỏ, à, cái lớp vỏ để mà bảo vệ, à, bảo vệ, rồi kế cái lớp vỏ đó là gì, là cái giác, à, chính à, nhờ cái giác à nó bảo vệ cho cái lõi ở trong, à, mà có khi mà có cái vỏ cây, cái giác, à, thì bắt đầu nó mới à, dẫn truyền những cái nước vào hoặc là những cái chất bổ để cho cái cây phát triển, hiểu vậy, à, khi mà những cái tâm bất thiện nó sanh khởi rồi đó thì sao, nó đưa đến, nó nuôi những cái mầm mống để mà đưa đến cái hậu quả khổ đau, à, hậu okay, thì cái hậu quả ở đây là cái gì, nó tạo thành cái trái cây, cái quả đó. Đó là cái phần chánh kinh mà Đức Phật đã giảng dạy rồi á, à, tất cả trong các cõi á, thì cái cõi người á, cõi nhân loại á, nha, cõi nhân loại chúng ta á, thì không phải nó chỉ có cái tâm bất thiện không, à, à, trong cái cõi nhân loại, cái đời sống của người mình thì nó vừa có bất thiện mà nó cũng có thiện, à, đó, thành ra nếu mà những chúng sanh nào do sự thiếu học hiểu, à, thân cận bản ác, à, thì sẽ thực hành các cái pháp bất thiện thì sẽ đem đến cái khổ đau. Còn nếu mà những chúng sanh nào có cái duyên lành, à, rồi à, thân cận được à, các bậc thiện trí thức, à, thân cận được những cái bạn thiện, người thực hành các cái pháp thiện lành, à, thì sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thì à, cũng vậy, cái tâm tịnh hảo á, à, tâm tịnh hảo là những cái tâm mà có sự tốt đẹp đó, thì nó nghiệt, nó ngược với cái tâm mà bất thiện, tức là không bệnh hoạn, à, cái tâm này á, là nó luôn luôn á, nó quân bình an ổn, à, tốt đẹp. Thì khi mà cái tâm mà quân bình an ổn như vậy thì nó có sự hiện diện của trí tuệ, cho nên nó là tốt đẹp. Rồi nó làm việc một cách là khéo léo, ha, à, chính vì có trí tuệ cho nên là cái tâm nó tốt đẹp, khéo léo, không có lỗi lầm, và gì, nó đưa đến cái kết quả an vui. À, thì à, chính vì cái cõi nhân loại á, là những chúng sanh có điều kiện để mà tạo trữ những cái công đức phước báo, cho nên là quý vị thấy rằng tất cả các cái vị Bồ Tát đó, ha, khi mà tạo trữ các cái pháp độ ba la mật đó, à, đều làm ở cõi người, ha, rồi khi mà cái kiếp cuối cùng của vị Bồ Tát đó, là cũng tái sanh ở cõi người để mới chứng quả vị chánh đẳng chánh giác. À, thành ra cái cõi cõi nhân loại này nè, nó khác hơn các cái cõi khác. Ví dụ cõi khổ là những chúng sanh trong cõi khổ thì không thể nào có điều kiện để mà thực hành, à, các cái thiện pháp, bởi vì á, chúng sanh ở trong đó bị dài dò, à, bởi sự khổ đau, à, cái sự khổ đau là liên tục không ngừng nghỉ, cho nên không có điều kiện để mà làm các cái thiện pháp.
Rồi những chúng sanh ở cõi chư thiên ha, thì sao? Những chúng sanh này đó là được hưởng cái quả quả lành à, cho nên nó là họ họ hưởng thụ những cái dục lạc ở chư thiên à, họ quên đi à, quên đi cái việc mà tu tập gì hết, chỉ ngoại trừ ra là cái cõi mà tịnh cư, hữu tịnh cư của các vị A-na-hàm à, thì cái cõi này đó là các cái vị này sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để giải thoát. Còn lại thì tất cả những cái cõi à, chư thiên phạm thiên là ta hưởng cái quả an lạc của cảnh giới chư thiên ha. Thành ra người ta cũng không có nghĩ đến cái vấn đề mà tạo phước hay là tu tập à, thỉnh thoảng như những cái cõi như là có khi có bậc chánh đẳng chánh giác có thể lên những cái cõi trời thiếu pháp, nhưng mà cái trường hợp đó là rất là ít ha. Rồi những chúng sanh phải có những cái căn lành à, thì mới à, có dịp nghe pháp ha. Chính vì cái tâm tịnh hảo đó thì nó mới có đem đến những cái làm những cái công việc tạo trữ phước báo ha, như là thập hạnh phúc à, bố thí trì giới à, tu tiến phục vụ hồi hướng phước tỳ hỷ phước thính pháp thuyết pháp và cải chánh tri kiến à, đó chính nhờ những cái sự thực hành các cái thiện pháp này đó thì làm cho những cái người mà có cái tầm hướng thiện tốt đẹp đó thì mới bắt đầu có sự tiến hóa à, trên cái con đường giới định tuệ không? Đó còn những chúng sanh á mà không có trí tuệ à, thực hành các cái ác pháp à, bất thiện thì sẽ lún sâu vào những cái cảnh giới khổ đau à, cho nên là Đức Phật thường nhắc nhở sao à, từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng hơn, chứ không nên từ chỗ tối mà đi sâu vào cái chỗ tối hơn, hoặc là từ chỗ sáng mà đi vào chỗ tối thì cái điều đó là nó xem đem đến cái tai hại nha, nó không có cái lợi ích gì cho cái kiếp sống làm người đó nha. Cho nên á à, quý vị biết rằng á, khi mà chúng ta sanh được làm người đó thì mình cũng có nhiều cái những cái phước báo lắm à, mà mới sanh được làm người nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thực hành à, những cái thiện pháp á, thì sao à, khi mà chúng ta không có sự được hướng về cái điều thiện điều lành à, thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị cái bất thiện các ác pháp nó lôi cuốn à, cho nên á là khi mà à, chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta phải có cái sự hướng tâm về những cái điều chân chánh à, để mà chúng ta tìm hiểu học hỏi à, thì sẽ có những một cái lợi ích to lớn à, cho cái kiếp sống làm người à, mà cái khi mà chúng ta sanh được làm người à, thì à, muốn mà phát triển được những cái tâm thiện á thì phải làm, tức là chúng ta phải có những cái
nhân. À, cái nhân à, thì ở đây á, là tức là khéo tác ý. Khéo tác ý đây á, là mình biết, mình biết à, cái tâm mình á, hướng về những cái điều lành, điều thiện nè. Cho nên á, cho nên là cái trong 38 pháp hạnh phúc á, thì cái điều đầu tiên hết mà Đức Phật dạy á, là không xu hướng theo kẻ dữ. À, khi mà chúng ta vui thích à, thích thú à, trong những cái ác pháp á, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường tối tăm. À, mà khi mà chúng ta à, khéo tác ý, chúng ta phân biệt được điều đúng điều sai à, thì nhờ cái khéo tác ý này nè à, cái tâm hướng chánh à, nó hướng về cái điều lành điều thiện à, nó ghê sợ tránh xa những cái điều ác à, tức là tàm quý nha. Khi mà có tàm quý khởi lên á, thì bắt đầu mình mới thấy là ghê sợ à, ghê sợ kinh tởm các cái ác bất thiện pháp à, nhờ vậy đó mình mới tránh xa các cái ác pháp à, nhờ khéo lắc ý thì chúng ta mới tránh xa ác pháp. Thì sao? Phải thân cận với à, người tốt đẹp à, thân cận với bạn thiện trí thức à, thân cận với các bậc hiền trí ha. Để gì? Để mình mới học hỏi được cái lời dạy à, của những người mà có trí tuệ, có sự hiểu biết, để mình dung bồi cái trí tuệ của chính mình à, ở nơi đáng ở đây đó là gì? Ở những cái nơi mà chúng ta có điều kiện để mà chúng ta à, thực hành các cái thiện pháp nha à, mặc dù ở cái vùng đó à, là về vật chất nó có thể hơi thiếu thốn à, khó khăn à, nó không có đầy đủ tiện nghi, nhưng mà nó ở đó có các bậc thiện trí thức à, rồi có điều kiện để mà chúng ta bố thí trì giới rồi đó, thì chúng ta nên ở những nơi đó. Mà sao à, khi mà nhờ những cái nhân duyên mà chúng ta tạo trữ à, thì chúng ta mới gặp được à, do đó đó là khi mà chúng ta ở được những cái nơi mà tốt đẹp đó, thì như vậy là đời trước mình đã từng đã tạo trữ những cái công đức phước báo rồi à, đó mình biết vậy, cho nên đó là hôm trước mình cũng có gieo trồng những cái nhân lành nè, thì bây giờ đó là mình phải càng dung bồi à, mình càng dung bồi thêm à, phát triển thêm à, những cái thiện pháp nào mà chưa có à, thì mình sẽ tạo những cái điều kiện để cho nó có mặt. Rồi những cái thiện pháp mà nó đã có rồi đó à, thì mình phải nỗ lực tinh tấn thực hành cho nó mạnh mẽ hơn nữa à. Rồi cái nữa là gì? Khi mà chúng ta mà có trí tuệ rồi đó thì sao à, thì mình sau khi mình phân biệt được các cái thiện hay là bất thiện rồi đó à, thì chúng ta phải có cái sự mạnh mẽ à, sự mạnh mẽ, sự quyết tâm à, trong cái vấn đề mà mình thực hành các cái thiện pháp. Cho nên là à, trong nội tâm chúng ta phải có cái sự quyết định à, về cái con đường mà thiện pháp của mình một cách mạnh mẽ à, tức là mình tự lập trường à, chân chánh, tức là chúng ta luôn luôn đó à, có cái quyết định mạnh mẽ thực hành các cái thiện pháp à, cho nên đó là chính nhờ khi mà chúng ta
sanh được làm người, rồi những cái nhân duyên từ quá khứ mình đã tạo trữ, thành ra đó, thành ra cái kiếp hiện tại mình á mới gặp được chánh pháp, gần gũi được các bậc thiện trí thức, rồi chúng ta có dịp để mà lắng nghe, suy tư và thực hành các cái thiện pháp đó. Cho nên nói là trong cái đời sống thì quý vị thấy rằng trong cái xã hội ở xung quanh thì có những chúng sanh đó, thực hành những cái pháp bất thiện không đó, rồi có những người thực hành các cái thiện pháp cho nên đó là cái cõi cõi người á thì nó khác hơn những cái cõi khác là ở, ở cái điểm đó đó. Chính vì những cái nhân từ quá khứ rồi sao, chính vì cái điều mà thực hành có ác mà có thiện, hay là vừa có bất thiện mà cũng vừa có thiện, cho nên là chúng ta thấy rằng á, trong cái đời sống á, cái cõi nhân loại mình này, cõi người mình này, thì sao có nhiều hạn chúng sanh lắm, chứ không phải là cái người thì giống nhau đâu, thấy không? Nếu mà những chúng sanh á mà làm những cái ác pháp thì những chúng sanh này thường sanh vào những cái cảnh giới khổ đau để trả những cái ác nghiệp mà họ làm cái cùng cực nhất của cái cõi khổ đau đó là địa ngục, tức là những chúng sanh này đó, chịu cái sự hành hạ khổ đau không có ngừng nghỉ liên tục rồi á những chúng sanh mà cái cảnh giới khổ nó kế một chút đó là cái loài ngạ quỷ thì cái loài ngạ quỷ á, thì nó đỡ hơn cái những chúng sanh trong địa ngục chút, nhưng mà sao cũng chịu sự khổ đau. Rồi kế là gì, những chúng sanh Atula là những chúng sanh cũng thiếu phước sanh những cái cảnh giới hung dữ và rồi sợ sệt rồi cái cõi khổ kế là gì, là các cái loài bàn sanh hay là súc sanh, thì do cái duyên nghiệp mà những chúng sanh này đó sanh làm cái loại bàn sanh súc sanh kiểu gì thấy rằng đó cái đời sống của cái loài súc sanh đó sao rất là khổ thú ăn cỏ thì nuôi cái thú ăn thịt đó, bị hà hiếp mạnh được yếu thua những cái con mà còn lớn ăn những cái con nhỏ rồi ăn những cái vật mà hôi hám thối tha chẳng hạn cho nên là cái những cái bốn cái cõi khổ này là do những chúng sanh mà thực hành lún sâu trong cái ác pháp, cho nên là do cái nhân xấu mà đưa đến cái quả khổ đau. Rồi đó, rồi chúng ta thấy rằng cái trong cái cõi nhân loại mình ấy, thì sao có những chúng sanh cũng có phước thân hình lành lặn dung sắc tốt đẹp dễ nhìn có tài sản có địa vị, rồi cũng có những chúng sanh á mà cái khiếm khuyết về cái thân thể ngũ quan không có được đầy đủ, không có lành lặn hoặc là cái người mà không có trí tuệ những cái người mà ngơ ngơ ngáo ngáo đó là sao, là do cũng do khi mà được làm người đó
cũng có tạo trữ cái công đức phước báo á, nhưng mà nó không có đầy đủ, nó không có toàn vẹn. Chính vì khi mà chúng ta gieo những cái nhân đó mà cái nhân nó không có mạnh mẽ, không có, thì khi mà nó cho cái quả thì nó cái quả nó cũng không có tròn, phải không? À, bây giờ á, mình lấy một cái hạt giống, chẳng hạn mình lấy cái một hạt đậu đi, à, mình đem gieo, nhưng mà mình phải lựa những cái hạt đậu nào mà nó to tròn, à, đầy đặn, mình gieo thì sao cái cây đậu nó sẽ ra mạnh mẽ, nó phát triển tốt đẹp. Còn mà mình không có lựa đó, mình lấy những cái hạt đậu mà nó bị méo mó ha, à, nó khiếm khuyết, à, cho nên khi mà chúng ta gieo cái hạt đậu này lên đó, thì cái cây sao nó èo ụt, à, nó không có phát triển tốt đẹp đó. Chính vì khi mà cái mầm nó bị sâu mạnh mẽ rồi đó, thì làm sao mà cái cây nó tốt đẹp được đó. Cho nên đó là trong cái cõi nhân loại mình á, mình thấy có những chúng sinh họ là những cái người mà bị khuyết tật, à, bị đuôi từ trong bụng mẹ, bị điếc mẹ, à, bị những cái khuyết tật mà từ trong bụng mẹ, rồi những cái người bị điên từ trong bụng mẹ, à, cà lâm, à, khờ khạo, à, à, người là lưỡng căn, người vô căn, người bộ nóc, à, cái người không có trí tuệ đó, đó thì những cái người này đó, do cái khiếm khuyết khi mà họ làm những cái công đức phước báo, gọi là những cái người lạc vô nhân nha. À, những cái người mà lạc vô nhân này nè, là sao? Do khi mà họ làm cái công đức ấy, họ làm với một cái tâm hời hợt, à, không có quyết định mạnh mẽ, không có đủ, và không có đủ, à, coi như là tư tam tư, à, không có suy tính trước khi làm, không có hoan hỷ trong lúc mình đang làm, và không có cái sự hoan hỷ sau khi mà mình đã làm. Tức là họ làm với cái tâm thờ ơ, à, có nhiều khi á, tại vì nếu mà mình không làm á, sợ người ta chê trách, à, làm thôi kệ, ta làm mình cũng làm vậy, làm một cách thờ ơ, làm không có tính toán, không có hợp trí, không có gì vậy đó. Chính vì vậy đó mà nó thiếu những cái nhân, à, chính vì nó thiếu những cái nhân đó mà khi mà cái quả nó cho thì những cái người này là những cái người là lạc vô nhân, à, cho nên là bị khiếm khuyết trong cái đời sống. Rồi cái người thứ hai đó là cái người nhị nhân á. Nhị nhân này thì những cái người này họ tạo phước, nhưng mà là, à, có sự suy tính, à, trước khi làm có sự suy tính, trong khi làm có sự hoan hỷ, sau khi làm á thì cũng có sự hoan hỷ với cái điều mình làm, nhưng mà mấy người này làm không có hợp lý, à, nó thiếu cái nhân là à, vô si ha, nên thiếu cái nhân trí tuệ đi. Cho nên á là những người này á họ sanh ra làm người, à, nhưng mà đều có cái sự học tập, à, sự thực hành đều đó, nó rất là chậm chạp, bởi vì thiếu cái nhân trí tuệ đó, cho nên người này học hoài nó không có thuộc, à, đó. Cho nên đó là chúng ta nhớ là, à, khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải làm với cái tâm lực cho nó mạnh mẽ, à, khi mà chúng ta làm với cái tâm mà đầy đủ tam tư, à, rồi chúng ta làm với cái tâm mà hợp trí, à, tức là có trí tuệ,
À, thì sao? Thì sẽ sanh làm cái người tâm nhân. À, đó. Mà cái người tâm nhân á, thì mới có thể mà thực hành chứng đắc các cái tầng thiền, hoặc là đưa đến cái thánh đạo thánh quả. À, cho nên á, chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì trong khi mà mình thực hành các cái thiện pháp á, mình phải có đầy đủ tàn tư và làm với cái trí tuệ hiểu biết sáng suốt, làm những cái thiện pháp này đó để đưa đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi, làm để diệt trừ những cái phiền não dính mắc trong cái thế gian này đó. Cho nên khi mà chúng ta làm á, thì đủ tâm tư là chúng ta có cái sự suy tính trước khi mình làm. Mình biết, ví dụ bây giờ quý vị làm một cái thiện sự là bố thí, cúng dường vật thực đến chư tăng chẳng hạn, thì mình suy tính những cái vật thực nào nó phù hợp, rồi mình chuẩn bị như thế nào đó, rồi đến khi mà cái ngày mà mình làm á, mình làm với cái tâm cũng hoan hỷ, mình biết là cái thiện sự này là cái điều tốt đẹp để đưa đến những cái điều kiện quả lành để chúng ta nỗ lực tu tập để giải thoát cái sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta làm đó, chúng ta có cái tâm hoan hỷ với cái thiện pháp này, rồi chúng ta làm ngay cái khi mà mình làm đó là với cái tâm trí tuệ hiểu biết mà sáng suốt. Rồi sau khi mà mình làm rồi đó, chiều về qua ngày sau, qua những ngày hôm sau đó, mình mới nhớ lại cái thiện sự mà mình làm đó, mình hoan hỷ được nữa. Trong cái đời sống đó, không phải lúc nào mình cũng có điều kiện mình làm các cái thiện pháp đâu ha. Nhưng mà ngày hôm qua, ngày hôm kia mà những người bạn mình tế tăng, mình hùng phước, và mình cũng có dân cúng vật thực, dân cúng thuốc men, dân cúng y phục, dân cúng những cái tư cụ đến chư tăng, thì vậy là mình cũng gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp đó. Thì khi mà chúng ta làm với đầy đủ tam tư rồi làm với trí tuệ, thì như vậy đó nó cho cái quả đầy đủ tốt đẹp là những người mà tâm nhân đó. Thì những cái người mà tâm nhân như vậy đó thì mới có cái điều kiện để mà tu tập học hỏi để phát triển cái con đường thiện pháp của mình một cách mạnh mẽ tốt đẹp hơn đó. Cho nên á, là chúng ta nhớ rằng trong đời sống thì chúng ta khi mà chúng ta may mắn chúng ta sanh được làm người rồi, là người có đầy đủ ngũ quan trí tuệ, thân thể lành lặn, không có khiếm khuyết, là những cái điều kiện phước báo từ quá khứ rồi. Rồi mình có cái nhân duyên mình gặp được chánh pháp, mình nghe được những cái lời giải của chư tăng, đọc lại từ cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển đó. Rồi mình khi mà mình có cái duyên may mình gặp được rồi thì phải ráng cố gắng lắng nghe, suy tư, rồi tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái điều kiện của mỗi người, mình sẽ thực hành để đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Những cái hiểu biết nào nó chưa chính chắn, mình phải sửa đổi. Mình những cái điểm nào mà mình còn thắc mắc, mình chưa thấu đáo,
thì mình phải tìm học, tìm hiểu và cho nó được thấu đáo. Rồi những cái điều nào mà còn mơ hồ, sai lầm thì mình phải phải sửa đổi. Những cái tư tưởng, những cái nào mà nó chưa chín chắn thì mình phải sửa đổi nó ngay, để chúng ta hướng về cái con đường chân chánh, những cái lời dạy chín chắn của Đức Phật. Chứ còn mình không dội tin, nghe theo những cái lời mà người ta nói, mà chúng ta phải dùng trí tuệ để rồi chúng ta xem xét, chúng ta so sánh với kinh, với luật, những cái lời dạy của Đức Phật đã được kết tập trong kinh, tập kinh, tạng luật, rồi mình so sánh, mình xem xét những cái lời nào mà nó khế hợp, nó phù hợp với kinh, với luật, thì chúng ta mới tin, mới chắc chắn đó là cái giáo pháp của Đức Phật, để mà chúng ta xác lập một cái niềm tin và vững vàng. Rồi trong đời sống thì bất cứ lúc nào mà có thể làm những cái điều thiện, phát triển những cái thiện pháp, thì chúng ta phải làm mạnh mẽ, làm đầy đủ với tam tư, với trí tuệ, thì như vậy đó, thì ngay trong đời sống này chúng ta sẽ dung bồi, phát triển những cái chủng tử, những cái thiện pháp tốt lành, để không có uổng phí khi mà chúng ta sanh được làm người. Đó là cái điều tốt đẹp. Vậy đây, trong cái bài thì Đức Phật chỉ nhắc là những cái tham sân si là những cái ba cái pháp ác, mà khi mà chúng ta không có thân cận gần gũi với các bậc thiện trí thức, mà chúng ta bị những cái bạn xấu lôi cuốn rồi làm những cái điều mà không tốt đẹp, thì sao, sẽ đi đến những cái hậu quả khổ đau, đi đến những cái cảnh giới tối tâm, thấp thỏi, không tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta biết, chúng ta tránh xa các cái ác pháp, tránh xa những cái bạn xấu, chúng ta gần gũi với bạn lành, gần gũi với các bậc thiện trí thức, thì như vậy á, thì chúng ta sẽ có cơ may để mà chúng ta tiến bộ trong cái đời sống của mình. Và khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta phải cố gắng dung bồi các cái thiện pháp, để như lời Đức Phật dạy đấy, là từ chỗ sáng mà chúng ta sẽ đi đến cái chỗ sáng hơn, thì như vậy những cái kiếp sống tương lai đó, chúng ta sẽ có sự an ổn. Chính nhờ những cái sự an ổn trong đời sống hiện tại á, nó sẽ nâng đỡ để chúng ta phát triển tu tập nhiều những cái lợi ích tốt đẹp hơn nữa, và nhằm hướng đến cái con đường giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì qua cái bài thứ hai là người, qua cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh, thì sư cũng xin giải thích, chia sẻ thêm để quý vị có sự hiểu biết, có sự nỗ lực trong đời sống, để chúng ta phát triển các cái thiện pháp, dung bồi những cái chủng tử tốt đẹp trong cái đời sống. Thì giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngăn ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau, bệnh tật, dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung kính chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà.
Dạ, sa thố, sa thố. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát ạ. Dạ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính nghe đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, bài pháp ngày hôm nay rất là thực tế ạ. Thực tế cho cái tình hình thời sự ngày hôm nay. Dạ, Đức Phật đã có những cái đã có những cái bài học mà ta có thể áp dụng được từ xưa cho tới nay. Xưa cũng đúng và nay cũng đúng và sau này cũng đúng. Đó là ba cái pháp mà tham sân si này nó hại chúng sanh. Và những cái người mà thực hiện những cái ác pháp này á, thì sẽ có kết quả không tốt đẹp. Con thấy như là cái tình hình hiện nay đó sư, là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, thì con thấy là cũng do cái bản chất của các vị có trách nhiệm đối với cái đất nước đó, là họ có nhiều cái tham rồi sân rồi si, sau đó nó đưa đến những cái tai họa không lường được cho những cái chúng sanh, cho những cái người dân ở nơi đó. Thì con thấy ba pháp này đúng là rất là nguy hiểm đối với con người ta. Con cũng không hiểu rõ là những cái tình hình chiến sự mà ở trên thế giới đó thì là do nghiệp của chúng sanh mà bây giờ họ phải chịu như vậy, hay là do cái bản chất tham lam của những cái vị mà làm những cái vị mà thay mặt dân mà tức là những cái vị lãnh đạo của cái đất nước đó, là cái vì lòng tham của họ hay là vì nghiệp của những người dân đó mà họ chịu cái cảnh như hiện nay. Là con thấy người dân ở Ukraine rất là khổ sở vì chiến tranh, vì nạn đủ thứ, nên là con thấy là con liên tưởng đến cái hồi mà năm trước năm 75 thì con cũng lớn lên ở trong cái giai đoạn chiến tranh. Con thấy khi mà thấy dân tình của dân Ukraine họ đi sơ tán thì mình cũng nghĩ lại, mình cũng hồi tưởng lại là lúc đó mình cũng như thế nào, chiến tranh đạn lạc rồi người với người đối xử với nhau quá là ác, nên là con thấy con rất là sợ. Và thấy cái tình hình của dân Ukraine nên mình thấy là mình có mình ở trong đó rất là đáng thương. Dạ, thì con cũng không hiểu vì cái nguyên nhân sâu xa từ đâu mà có những cái tình hình chiến sự như vậy. Có phải là vì là như là ông Putin ông nói là do cái sự an toàn của người dân Nga, là vì nếu mà Ukraine mà đi tham gia vô cái khối NATO thì như vậy là cái không an toàn cho cái dân Nga. Rồi cái là hay là vì là đất nước Ukraine nó quá xinh đẹp và nó giàu, nó nhiều khoáng sản mà dân Nga dòm, mà ông Putin cũng dòm ngó vô, hay là vì cái bản chất tham sân si của mỗi người mà nó đưa đến cái một cái hành động rất là tội lỗi như vậy. Con cũng không hiểu tại làm sao mà nhà lãnh đạo của Nga lại đưa ra những cái cuộc chiến sự rất là khốc liệt đối với người dân như vậy. Phải chi mà những người này họ theo đạo Phật, họ hiểu những cái lời Phật dạy, thì chắc là dân tình Ukraine, dân tình Nga và tất cả trên thế giới cũng không đi đến nỗi bi đát như tình hình hiện nay. Dạ, nếu được thì con kính thỉnh sư có thể giải thích dùm cho con để con được hiểu thêm về cái tâm của mỗi người, sao lại có những người ác như vậy. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, thì cái thắc mắc của cô Kim Nhung á, thì sư cũng xin giải thích theo cái góc độ của Phật pháp. Tại vì ở đây á, mình cũng không nên bàn luận về cái chính trị thế này thế khác, nhưng mà mình phân tích theo cái nhân quả Phật pháp để mình thấy được cái nào là tốt mà để chúng ta thực hành, còn những cái điều nào xấu thì mình tránh cho cái bản thân của mình ha. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói ở trong kinh, nếu mà những cái người mà lãnh đạo một cái quốc độ mà những người này mà có cái chánh kiến, có gìn giữ cái giới bát quan trai giới hay là ngũ giới đó, thì giống như là những cái vị mà tốt đẹp thì trong đất nước đó sẽ an bình. Còn ngược lại, những cái người mà đứng đầu một cái quốc độ mà những cái người này đó là cái người mà không có cái tâm thiện, không có gìn giữ ngũ giới đó, thì sẽ đem đến cái điều tai hại. Khi mà mình không có hiểu biết về cái thiện hay là bất thiện thì sao, thì bắt đầu mình muốn tham muốn những cái lợi lộc cho cái quốc độ của mình, cái dân tộc mình, mình nghĩ tới cái quyền lợi, cái lợi lộc cho đất nước mình, cho dân tộc mình hay là cho bản thân mình thôi, mà mình không nghĩ đến những cái hậu quả của người khác. Cho nên đó là những cái vị mà đứng đầu các cái vua chúa là những cái vị nguyên thủ của cái quốc gia đó sẽ đem đến những cái điều tai hại. Thì quý vị nhớ rằng đó, cái không có một cái cuộc chiến tranh nào, không có một cuộc chiến tranh nào mà gọi là chánh nghĩa. Nếu mà mình có cái lý tưởng chân chánh, mình muốn đem đến cái sự an vui, thì không bao giờ mà mình tạo ra những cái chiến tranh. Quý vị thấy rằng đó, có những cái người mà khi mà họ khởi nghĩa lên, họ đưa ra những cái chính sách, những cái chủ thuyết của họ là rất là chính đáng, để diệt trừ những cái quốc gia xung quanh, hoặc là diệt trừ cái người mà họ đang cai trị. Nhưng mà sao, khi mà cái người này đó, họ lên họ nắm quyền rồi đó, thì lần hồi nó cũng đi vô cái con đường mà phi pháp. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của chúng sanh á, tâm chúng sanh phàm phu á, thì nó còn tham, còn sân, tâm cống cao ngã mạn. Vì thấy rằng Hitler á, chỉ có là dân tộc Đức, dân tộc Aryan là tốt đẹp nhất ở trên thế gian này. Dân tộc Aryan sẽ cai trị, điều khiển những dân tộc khác, tất cả các dân tộc khác phải làm nô lệ. Do cái tâm cống cao ngã mạn vậy mà ông muốn là coi như làm bá chủ thống trị ở trên cái thế giới này, cái quả đất này. Cho nên là nổ ra chiến tranh. Rồi cái tâm cống cao ngã mạn á, nó không muốn ai hơn mình. Đất nước quốc độ của tôi là phải là số 1,
không có đất nước nào hơn được cái đất nước tôi hết. Cái nền kinh tế chính trị của tôi là số 1, không có đất nước nào mà hơn được hết. Đó, chính vì cái tham vọng đó mà rồi á là xảy ra chiến tranh. Thì khi mà người ta nói là muốn làm một cái điều gì á, thì người ta phải tạo ra cái cớ, thấy không? Chứ khi không mà bây giờ mình đem quân ra mình đánh người ta đó thì coi nó không được. Thì người ta cũng phải tạo ra cái cớ này cớ khác, cũng phải là vấn đề này vấn đề khác rồi mình mới đem quân ra mình đánh người ta, thấy không? Thì quý vị thấy rằng trong đời sống như vậy đó, thấy không? Những cái người mà họ có cái tâm mà ganh tị rồi cống cao ngã mạn thì họ luôn luôn họ nhìn ra bên ngoài, rồi họ kiếm cớ, thấy không? Tự nhiên ta đi ngang qua rồi giờ nó thấy cái người đó là muốn tỏ vẻ thế này thế khác đánh ta, rồi nói là nhìn điểu, chảnh, nhìn thấy mà ghét, để nó tạo ra cớ để mà nó kiếm chuyện để mà đánh ta. Thành ra đó, không có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa đó. Vì sao? Khi mà chiến tranh nổ ra thì ai khổ? Tất cả dân tình đều khổ. Chính dân trong đất nước, cái người mà đi xâm lược nó cũng khổ. Rồi những cái đất nước mà bị họ xâm phạm nó cũng khổ. Thành ra sao? Một lệnh tấn công, phát ra một cái lệnh tấn công biết bao nhiêu xương máu đổ, lính bên này cũng chết mà lính bên kia cũng chết, rồi dân tình cũng chết khổ đau, đời sống hỗn loạn, rồi sao? Rồi á là biết bao nhiêu gia đình khổ đau, vợ mất chồng, con mất cha, cửa nhà là tàn nát hết, thấy không? Đó, cho nên á, cái người mà lãnh đạo một quốc gia đó, mà gọi là cái vị mà cái thời kỳ mà tốt đẹp nhất ở thế gian này, gọi là cái có những cái vị mà chuyển luân thánh vương ra đời, thì lúc đó là cái ở trên cái thế giới này nó mới được được an ổn tốt đẹp. Tại sao? Tại vì cái vị mà chuyển luân thánh vương á, người ta sống theo pháp. Những cái ngày mà ngày giới á, là những cái vị này tự nguyện gìn giữ bát quan trai giới, có cái sự tu tập. Mà khi có sự tu tập thì có trí tuệ, không? Đó, như hồi nãy sư giảng, khi mà phiền não tham sân nó hiện khởi thì thúc đẩy ở phía sau là gì? Là si. Mà khi mà mình để cho phiền não tham muốn sân hận tràn ngập ở trong nội tâm mình thì bị gì? Cái sự mê mờ tối tâm, làm sao mà nó tốt đẹp được. Còn một vị mà nếu mà gìn giữ những giới hạnh tốt đẹp thì cái người mới có trí tuệ, phân biệt rõ ràng trắng đen lợi hại, thì người ta mới thực hành cái con đường giới định tuệ. Thành ra những cái vị mà chuyển luân thánh vương, những vị này phải có sự tu tập, phải có cái căn bản là cái giới, mà cái giới là gì? Đứng đầu là không sát sanh,
À, mà khi mà mình giữ giới không sát sanh nữa, mình không gây khổ đau, không gây tổn hại, mình không giết chóc chúng sanh khác, thì làm sao mà những người này mà đem tới những cái chiến tranh tan tóc khổ đau cho những cái đất nước khác, đúng không? Đó, thành ra đó, chính vì cái điều này á, quý vị học coi lại ở trong kho tàng pháp bảo, Đức Phật dạy rất là cặn kẽ, ha, đạo làm người, cái đạo làm người, ha, đạo làm người trong đó đó, cái có cái bổn phận làm con nè, bổn phận làm chồng nè, bổn phận làm vợ nè, à, rồi cái bổn phận làm chủ nè, à, bổn phận làm vua quan nè, à, nó rất là rõ, thấy không? Nhưng mà sao? Cái mấy cái điều này đâu có ai học, đâu có ai mà tìm hiểu làm cái gì, thấy không? Đó, rồi á, cái bắt đầu á, mình ở trên cái địa vị cao, à, rồi nắm được cái vận mệnh, có quyền sanh sát, à, rồi mình làm theo cái ý muốn của mình, à, mà mình làm theo cái sự sai sử của phiền não thì sẽ đem đến hậu quả khổ đau giống như khổ đau cho đất nước mình, mà khổ đau cho những chúng sanh khác nữa, thấy không? Đó, quý vị thấy rõ, đâu phải chỉ có mình đất nước đó là khổ đau đâu, mà cái đất nước mà bị đi xâm lược cũng khổ đau. Rồi á, cái khổ đau lại không dành hai cái nước đó, mà những cái nước xung quanh á, bây giờ ngay cả đất nước mình bây giờ cũng khổ. Bây giờ chiến tranh đồ này kia nó xảy ra, kinh tế nó bị lũng đoạn, à, hàng quá khan hiếm, à, xăng dầu đồ này bây giờ nó tăng giá, thấy không? Đó, thì cái ảnh hưởng cái khổ đau cũng tới mình, à, bây giờ mọi vấn đề, à, vận chuyển đều phải phụ thuộc vào cái vấn đề mà xăng dầu, ha. Mà xăng dầu nó tăng giá thì bây giờ á, quý vị đi mua cái giống gì nó cũng tăng hết rồi, thấy không? Đó, hồi đó đó thì á, mình đi không đơm á, là lấy có 10.000 hà, bây giờ á là phải 40-50 xăng rồi, nó lên giá quá sư ơi, thấy không? Khổ không? Đó, nó đủ thứ nó cái di truyền đó. Chứ không phải riêng gì cái khổ đau của cái đất nước mà đi xâm lược người ta. Không có khổ đau cái đất nước mà bị xâm lược không, mà cái dây chuyền mà gọi là hiệu ứng domino đó, à, nó dây chuyền nhau đó. Thành ra nếu mà mình là một cái người mà nguyên thủ quốc gia, à, mình là cái người có trí tuệ, à, có sự hiểu biết, thì không bao giờ, à, không bao giờ mình phát động những cái cuộc chiến, à, quý vị thấy không? Mác danh là thánh chiến, à, quý vị thấy các bậc thánh người ta đã từ bỏ hết những cái sát sanh, trộm cắp, tài dâm. Đó mà họ đưa lên cái khẩu hiệu là thánh chiến, à, để đi đánh những cái đất nước khác mà không có cái đức tin giống họ, à, à, nếu mà cái đức tin của mình nó là chân chánh, à, thì tự động mọi người ta sẽ theo, mắc gì mình phải đi dùng cái vũ lực bắt buộc người ta tin theo, đúng không? Đó, thành ra đó, mình thấy
những cái thánh chiến mà thấy mình sẽ cười ha. Đó, quý vị thấy rằng á, suốt cái thời kỳ từ thời mà Đức Phật còn tại tiền cho đến hiện nay, có bao giờ mà chủ trương của Phật giáo mà thánh chiến thế này thế nọ không, có trả thù không? Đó, khi mà Hồi giáo đi vô Ấn Độ đó, thì biết bao nhiêu chùa chiền bị tàn phá hủy diệt ha. Những cái nơi động tâm đó là bị hủy diệt, rồi chư tăng là bị tàn sát ha. Nhưng mà chưa có bao giờ Phật giáo nói là phải thánh chiến, phải trả thù, nghe không? Đó, thành ra đó, chính vì cái tư tưởng hòa bình, không có mang tan tóc chết chóc đến bất cứ ai, ha, mình hiểu rõ, đến những lúc nhân quả nó tới, thì bây giờ mình phải trả thôi, nghe không? Đó, nhưng mà rồi quý vị thấy sao? Chính những cái tôn giáo đó họ tự tàn sát lẫn nhau, nghe không? Đó, quý vị thấy rằng á, các cái Hồi giáo á, giáo phái này giáo phái kia họ bất hòa nhau, rồi á họ tự mang bom họ đến những cái nhà thờ để họ tự tàn sát nha, nghe không? Cho nên á, chúng ta thấy như vậy chúng ta phải kinh sợ ghê tởm, tránh xa những cái ác pháp. Mà những cái chúng sanh nào có duyên may sống trong những cái quốc độ mà những cái vị đứng đầu quốc gia, những cái vị nguyên thủ là những cái người có giới hạnh, có trí tuệ, thì cái đất nước đó sẽ được an ổn. Còn mà nếu mà mình á, do cái duyên nghiệp, do cái duyên nghiệp hồi đó mình cũng xu hướng theo những cái ác pháp, cho nên bây giờ mình phải chịu ở trong những cái đất nước mà những cái người mà lãnh đạo, những cái người nguyên thủ đó, họ không có giới hạnh, cứ tối ngày chủ trương giành giật đất nước, giành giật đất, giành giật tài nguyên, giành giật cái này cái khác, thì cái dân đó, dân tộc ở trong đó phải chịu khổ đau mà thôi ha. Đó, cho nên á là ở trong nước mình ở là chỗ đó, những đất nước nào mà mình thấy những cái vị mà vua chúa quan lại cai trị những cái vùng đó, đó là cái người mà hiền thiện ha. Những cái nơi đó mình ở, mình có điều kiện để phát triển các cái thiện pháp thì mình nên ở ha. Còn ở những cái đất nước nào mà mặc dù là tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng mà những cái người đứng đầu quốc gia đó, những người nguyên thủ đó, là sao? Là toàn là chủ trương những cái đường lối sái quấy, không có thiện pháp, thì sao? Thì thôi, tốt nhất là mình nên tránh xa, thấy không? Đó, quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, ở những cái vùng mà ta nói mà vua chúa rồi quan lại đó mà cai trị hà khắc đó, thấy không? Thà người ta bỏ ta vô trong rừng, thà ta vô trong rừng, thì quý vị biết là trong rừng nó rất nhiều là cái sự nguy hiểm ha. Nhưng mà thí dụ như ở trong rừng cọp beo rồi, một năm vậy xảy ra một hai vụ mà bị hổ cọp rồi nó dồ rồi. Còn nếu mà mình sống ở trong một cái đất nước mà những cái vua chúa quan lại mà họ hà khắc, họ sống với tâm bất thiện,
à, thì còn khổ đau còn hơn là mình sống dễ thu giữ. À, cho nên á, cho nên á, nếu mà những cái vị nguyên thủ quốc gia à mà có cái trí tuệ, có chánh kiến, có sự hiểu biết à, thì không bao giờ à, không bao giờ mà mình đi xâm lấn đất nước của người khác, không bao giờ mình phát động à, chiến tranh à, để mà bảo vệ đất nước mình à, bảo vệ dân tộc mình, bảo vệ cái quyền lợi của đất nước mình. Phải không? Mình bảo vệ của mình mà sao mình đi đi xâm lược, mình đánh đánh người ta. Phải không? Đó, thành ra tất cả là những cái chủ thuyết đưa ra để bao biện, để là cái cớ à, cho những cái hành động sái quấy mà thôi. Chứ sự thật ra đó, Đức Phật nói không có cuộc chiến tranh nào là chiến tranh là chính nghĩa. À, tôi chiến tranh là chính nghĩa tại vì tôi bảo vệ dân tộc tôi bảo vệ đất nước tôi bảo vệ quyền lợi của đất nước tôi mà đi qua gây hấn, giết chóc đất nước khác thì nó có chính nghĩa hay không? À, thì tại vì cái thắc mắc của à, cô Kim Nhung hỏi thì đứng trên cái góc độ về nhân quả Phật Pháp à, thì sư cũng phân tích để quý vị thấy, chứ còn à, ở đây thì sư không có nói về vấn đề chính trị chính em gì hết ha. À, mong quý vị quan hỷ ha. À, chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, dạ, con kính tri ân sư ạ, dạ, 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 con xin tiếp thu là không có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa hết ạ, dạ, vì là bất cứ cuộc chiến tranh nào thì nó cũng có sự tàn phá, sự chết chóc của bên này, bên kia và của các bên không liên quan nữa, dạ, con cũng nhớ là thời của Đức Phật đó thưa sư, là có cái vụ mà thảm sát dòng họ Thích Ca của vua Lưu Ly ạ. Dạ, cái sự kiện này nó cũng chấn động lịch sử nói chung và của Phật Trần giáo mình nói riêng. Thì mặc dù đã ba lần Đức Phật ngăn can nhà vua, vì ít nhiều gì vua cũng nể Phật nên là nhà vua rút lui. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật cũng xét thấy do nhân quả, rồi cũng phải do trải sự trả nghiệp nên Đức Phật không can thiệp. Nên vì vậy gây ra sự thảm sát dòng họ Thích Ca, rất là... cái vụ đó nó rất là chấn động của lịch sử. Dạ, con cũng hiểu điều đó. Nói chung là mình phải làm chủ chính mình. Vì cái tham sân si nó hành động, nó đưa mình đi đến những cái từ cái tội ác mà chưa từ trong suy nghĩ ra đến hành động thân khẩu, nó rất là ác độc và nó liên lụy đến nhiều người. Dạ, con cũng hiểu được điều đó thưa sư. Dạ, bây giờ xin mời đạo tràng ạ. Xin mời đạo tràng có ý kiến. Dạ, con xin mời cô tu nữ. À, dạ, xin mời Hồng Mai. Rồi sau đó con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, chị kính mời chim, dạ, lên cùng trao đổi để đạo tràng được học hỏi thêm ạ. Dạ, thân chào Tina mới vào đạo tràng. Dạ, xin mời Hồng Mai nha. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thanh, kính lễ sư Thích Chân Tính, kính lễ cô tu nữ, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con rất là chú ý cái câu hỏi của Kim Nhung. Câu hỏi Kim Nhung rất là hay trong cái chiến sự, cái tình hình ngày hôm nay. Thưa sư, có phải chăng là vì bây giờ thế giới mình, cái thế gian mình là tham sân si nó phát triển lên và có ảnh hưởng rất là mạnh đến cái cuộc sống trong cái thời gian, thời đại này hay không? Mà con thấy là hình như là trong thế giới này thì thiếu tâm từ, vì giống như là cuộc chiến Anna là
tất cả những đất nước khác khi họ thấy cái sự xâm lược như vậy thì họ không có chung tay đoàn kết để mà lên tiếng, để mà coi như là ngăn trừ cái ác, ngăn trừ cái điều không đúng xảy ra. Vì nếu mà không lên tiếng và không có sự coi như là một cái cách thể hiện mà coi như là mạnh thì những thế lực xấu sau này sẽ theo đó mà đàn áp những cái đất nước coi như là nhỏ khi họ muốn thôn tính cái đất nước đó. Và con thường thấy là những đất nước lớn thường hay là có mộng rất là cao, và những vị đứng đầu những cái đất nước đó đó thì họ không có tâm từ, mà như sư nói là toàn những cái tham sân si. Và con muốn xét thấy trong thời đại hiện nay cũng vậy, ở tất cả những cái ngay cả đạo, trong đạo cũng vậy, những cái vị chân tu á thường hay bị sự đàn áp, thường hay bị kẻ xấu họ hãm hại. Giống như những vị sư tu sư Bangladesh tu đạo hạnh Đầu Đà ở trong rừng, thì sư nói là ở trong xã hội thì mình không tu được thì mình vô rừng, nhưng mà vô rừng thì có những cái nguy hiểm của rừng, và có những cái những như ở Bangladesh thì có những vị người Hồi giáo họ không thích đạo Phật, họ tìm cách gây hấn và tiêu diệt các quý sư. Và con cũng cảm thấy là những cái quý sư ở tu ở Ấn Độ cũng vậy, có những vị chân tu nhưng mà hình như là họ rất là trắc trở. Có phải là tại vì cái duyên nghiệp của kiếp trước đến kiếp này thì những cái vị đó phải trả không, phải không vậy không thưa sư? Dạ xin sư giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mày Giả, Nam mô Sang Ca Giả. Thì quý vị biết rằng cái thế gian mà là luôn luôn nó có hai mặt, thiện và bất thiện, lợi và hại, thấy không? Đó. Cho nên á, cho nên là có những lúc mà những cái thời kỳ như là cái thời kỳ mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này là gọi là cái thời kỳ hiền kiếp, bởi những chúng sanh đã tạo trữ công đức phước báo, đến những cái lúc đó đó thì những cái chúng sanh mà hiền thiện sống trong cái giới định tuệ họ xuất hiện ở thế gian này thì thế gian rất là an ổn tốt đẹp, ha. Nhưng mà đó có những lúc cái thời kỳ mà gọi là cái ác pháp mà nó sinh khởi, ha, thì đầy rẫy những cái tai ương nó xuất hiện ở cái thế gian này, ha. Quý vị thấy rằng đó rõ ràng, bây giờ quý vị thấy nè, mùa tiết bây giờ nó không có bình thường, đáng lẽ những cái mùa đó nó là không có mưa gió, không có bão tố, nhưng mà lúc đó lại mưa gió bão tố xuất hiện, cái mùa mà đáng lẽ là mát mẻ, mưa để cây cối rồi phát triển thì lại bị nắng hạn, thấy không? Đó, do bởi cái thời kỳ cái ác pháp nó xuất hiện rồi, cho nên cái mưa trái mùa, nắng thì cũng nghịch mùa, thấy không? Đó, nó không bình thường. Rồi á, đáng lẽ là những cái việc thiện á, nó sanh khởi, nhưng mà những cái ác pháp nó sanh khởi, thấy không? Bây giờ á là cái ác pháp nó đầy rẫy, thấy không? Trong gia đình á, thì vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ giết con, đủ thứ chuyện hết, thấy không? Đi ra đường á chỉ cần á là một chút xíu mâu thuẫn, một cái nhìn,
một cái sự gia quẹt nhỏ thôi là nó cũng có thể xảy ra những cái cuộc chiến. Bạn bên đây ăn uống nhìn ngó bên kia sao đó, rồi bắt đầu là xảy ra cớ sự để mà dẫn tới những cái cuộc ấu đả, dẫn tới những cái án mạng. Bây giờ tâm tính chúng sanh bây giờ nó đụng tới là bắt đầu là nó có chuyện, muốn chứng tỏ mình là cái người mà hùng hổ mạnh mẽ, xâm rỗ đầy người, chứng tỏ mình là hổ báo thế này thế kia khác. Bây giờ á, cái người mà hiền thiện thì sao, bị chê cười, bị đàn áp, bị húng hiếp đủ thứ dạng hết, đó, tại vì cái tâm bất thiện nó nổi trội hơn cái tâm cống cao ngã mạn. Muốn cái này muốn cái khác, muốn là phải hơn người khác, chứng tỏ cái bản năng của mình thế này thế kia, cho nên là dẫn tới những cái hậu quả tai hại. Cho nên là bây giờ là cái người mà muốn tu tập đó cũng không có an ổn, phải không? Đó, bây giờ mình nói là bây giờ ở xã hội, ở thế gian này bây giờ nó đầy rẫy những cái ác pháp hết rồi. Bây giờ mà quý vị muốn đi vô rừng tu chắc cũng không có rừng để mà tu nữa. Rừng nó tàn phá hết rồi. Ngay cả những con thú rừng, con voi đó, cái nó cũng không còn cái nơi mà nó sinh sống nữa. Cho nên mới vô những cái rẫy của họ để mà nó phá. Còn mình mà bây giờ đi vô rừng đâu có còn cái chỗ nào để mình ở, mình tu tập. Thành ra những cái đất nước như là bên Thái, bên Miến Điện, bên Lào rồi này kia nọ đó, thì nó cũng còn tương đối gìn giữ những cái nơi để mà chư tăng, những cái khu rừng đầu đà để chư tăng vô tu tập. Nhưng mà vô tu giờ trong đó nó cũng không yên nữa, càng ngày nó càng phát triển mà. Những cái khu hồi xưa quý vị nhớ là những cái khu rừng, những cái mà khu rừng, những cái nơi mà trồng cao su rồi giờ đó đã bắt đầu dọn hết, khai quang hết, trở thành những cái nông trại, những cái đồn điền, những cái nhà máy xí nghiệp rồi ở đây này, đó. Cho nên đó là vì cái thời kỳ này á, nhưng mà cái thời kỳ này á, quý vị thấy rằng á, những cái ác pháp này nó mới manh nha thôi, nó mới manh nha thôi, chứ chưa phải là cái thời mà ác pháp, đó, mới manh nha mà quý vị thấy là nó khủng khiếp như vậy rồi. Rồi đi tới mà cái thời kỳ mà cái ác pháp, cái giáo pháp mà nó hết hiệu lực rồi đó, là lúc đó mấy cái thời kỳ mà ác pháp đó, thì á, là nó còn khủng khiếp gấp trăm, gấp ngàn, ngàn lần nữa. Cho nên á, là bây giờ á, mình phải ráng, mình kham nhẫn, mình nhẫn nại, mình ráng, mình cố gắng, mình lo, mình tu tập đi. Bây giờ mình phải ráng, mình lo cho chính mình. Thế còn nếu mà bây giờ mình dễ vui để mà không có lo tu tập ha, mà sanh ra trong cái thời kỳ mà ác pháp đó thì thôi, không có chịu nổi đâu, ha. Đó, thành ra bây giờ là mình phải quay lại mình lo cho chính mình. Đi ra đường đừng có nhìn ngó ai hết, ha. Nó chạy xe, nó nẹt bô, nó vượt đèn đỏ cũng thấy kệ nó, đừng có lợi mà lăng xăng mà góp ý mà này kia nọ, rồi bắt đầu nó xảy ra nhiều cái vấn đề, thấy không?
Đó, thành ra bây giờ á, mình ráng mình lo chính mình, còn cái chuyện của thiên hạ thì kệ người ta, à đừng có xen vô. Họ tu, à, họ không tu, họ làm những cái điều bất thiện, họ hung hăng ấy á, thì kệ họ, thì họ sẽ lãnh cái hậu quả. À, với những cái chúng sanh mà cái tâm nó, cái tâm bất thiện nó mạnh mẽ, mình lợi mà mình đem lời khuyên răn, mình giải thích, mình khuyên nó là bắt đầu là mình chịu quả lây ấy, chứ không có, nó không có tốt đẹp gì đâu. À, thành ra đối với những chúng sanh mà mình thấy cái tâm tánh nó như vậy, mình nên tránh xa. À, nên tránh xa đó. Quý vị thấy thậm chí là bây giờ con cháu ở trong nhà đó, mà ông bà cha mẹ mà dạy dỗ nó còn không nghe. À, hả? Đó, mới đây xảy ra những cái vụ án mà con mà giết cha đó. À, thậm chí là con gái mà cũng giết cha giết mẹ. Chứ đừng nói mà người nam. Đó, thành ra đó, chúng ta mới thấy, nhìn qua để chúng ta thấy cái gì, chúng ta thấy kinh tởm, ghê sợ cái thế gian này. À, mình thấy kinh tởm ghê sợ để gì, để mình quay lại, mình ráng mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập. À, mình phải khuyên mình phải dạy lấy chính mình phải cố gắng nỗ lực thực hành. Mình đừng có khuyên ai, đừng có dạy ai, đừng có chỉ biểu gì ai đó. Đó, thành ra đó, tại vì sự thật ra là vì cái duyên thì mới vô room rồi cũng gõ cốc cốc khua lộp cộp rồi, chứ còn nói thiệt chứ giờ ở bên ngoài sư không có dám mà nói với ai hết. À, mấy đứa em, mấy đứa cháu ở trong nhà, từ khi mình nói đó, mình cũng nói nhẹ nhẹ ít ít thôi, chứ không dám nói nhiều nữa. Mà đó, thành ra thôi, Đức Phật dạy tùy theo chúng sanh, tùy theo điều kiện hoàn cảnh, những chúng sanh nào mà mình thấy nó có sự tôn trọng, nó lắng nghe, nó muốn tìm hiểu thì mình nói. Còn với mà chúng sanh mặc dù là thân bằng quyến thuộc, nhưng mà mình thấy cái chiều hướng của nó không có thích nghe, nó không có tôn trọng, thì thôi mình tránh xa là tốt nhất. Chứ đừng có lằng xăng mình nói phê phán ai hết. Bây giờ là dù là bạn đạo cũng vậy, người ta muốn tìm hiểu, người ta muốn học hỏi, ta có cái chiều hướng ta tìm hiểu, ta lắng nghe đó, thì mình nên nói, mình chia sẻ. Còn mà thấy cái biểu hiện của họ mà không có thích, không có lắng nghe, thì thôi mình tránh xa, là an ổn mà cho chính mình. Và mình nói phải hợp thời, nói đúng lúc, nhưng mà phải đúng đối tượng. Thành ra Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài nói Phật Pháp dành sẵn kẻ hữu duyên. Nó có duyên thì đâu, đừng có nói nó mệt vậy đó. Rồi mình nói rồi, hồi nó nói mình khùng mình điên nữa. Mà mình nói như vậy là mình thiếu sự tôn kính Pháp nữa. Đó, cho nên là chúng ta phải khéo nói, nói hợp thời, nói đúng lúc, và nói đúng đối tượng, những người họ cần nghe, họ tha thiết, họ tầm cầu, họ muốn học hỏi, thì mình nói, để đem đến cái lợi ích. Còn đối với những chúng sanh khác á, thì thôi, mình tránh xa để cho nó an ổn, cho bản thân mình. Thì mình phải hiểu là như vậy. Và chính vì mình nhìn ra, mình thấy bây giờ là những cái ác pháp nó đang manh nha, nó sanh khởi rồi đó, thì mình phải ráng mình lo mình phản tỉnh, mình ráng mình lo mình tu. Chứ còn
chúng ta đừng có nên lăn xăng đi đi sửa đổi, à, đi chỉ biểu người này người khác là nó rất là nguy hiểm. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải đáp cái thắc mắc của đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ. Qua cái lời giải thích này, một lần nữa con thấy lời Phật dạy là rất đúng. Trong cả ba thời, thì quá khứ, thời hiện tại và sau này cũng như vậy, là mình nên im lặng. Tại vì mình có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Và khi mà mình nói ra thì có điều nhiều khi mình nghe những lời phản cảm mà mình lại gây cái tâm phiền muộn cho chính mình nữa. Mà cái chính là cũng không giải quyết được cái việc gì thì thôi cũng không nên nói. Mà mình phải lo cho chính mình, quay lại vào mình và xây hòn đảo cho mình. Dạ, con kính tri ân sư đã nhắc nhở. Con có một cái thắc mắc là tại sao mà như sư đã nói và như Hồng Mai cũng nói là cái ác ở trên hiện nay đó, trong cái cuộc sống hiện nay nó quá nhiều đi, nó nhan nhản ở trong xã hội, không chỉ riêng đất nước mình và nói chung là trên toàn cầu là cái ác nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà tại làm sao á, mà cái con người mình á, chúng sanh mà được tái sanh về con người làm người á, thì lại càng ngày nó lại càng nhiều. Nếu mà theo quy luật, theo như là mình nói làm thiện thì được đi lên và làm ác thì đi xuống, thì người ác, cái việc hành động ác nó quá nhiều mà chúng sanh được tái sanh về làm người á, bây giờ nó cũng quá nhiều, nó gây nên cái sự mà cũng là một cái trong những cái nguyên nhân gây nên chiến tranh, sự hỗn loạn trong thế giới, nó làm cái cuộc sống của mình nó bị đảo lộn vì con người nhiều, sự giành giật nó cũng nhiều nữa, thì đó cũng là một nguyên nhân đưa đến cái sự ác. Ý của con muốn hỏi là tại sao cái ác nhiều như vậy mà chúng sanh tái sanh làm người lại nhiều hơn so với lúc trước? Dạ, đó là câu hỏi của con. Con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sằng Khai. Dạ. Thì ở cái thế gian này nó như nãy sư nói đó, nó có mỗi chia ra làm nhiều cái thời kỳ. À, cái thời kỳ hiền kiếp. À, rồi cái thời kỳ mà coi như là ác pháp. À, thì quý vị coi phim á, có những lúc là cái thiện pháp, à, cái ánh sáng, à, nó ở trên thế gian này, nhưng mà cũng có những cái thế lực đen tối á, à, nó muốn thống trị cái thế gian này, để cái thế gian này sống ở trong tâm tối để nó điều khiển. À, thì nó vậy á. À, nói vui vui như trong mấy cái phim, mấy cái tuồng hài nó nói. Tại lúc này ở trỏng nó thả ra nhiều quá. À, mặc dù là nó ở trong cái cảnh giới khổ đau, à, ở dưới địa ngục, quỷ súc sanh đâu chẳng hạn, nhưng mà tại vì cái nghiệp của nó đến lúc nó trả hết rồi, bây giờ nó tái sanh lại, không? Làm sao mình ngăn cản nhân quả được, không? Mặc dù nó ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng mà nó cũng hơi tỉnh rồi. Bệnh viện giờ nó chặt hết rồi, bây giờ mấy thằng nào nó hơi tỉnh nó hơi tỉnh nó nói năng đàng hoàng chút thì cũng thả nó ra chứ, nhưng giờ hết chỗ rồi, thấy không? Thành ra cái gì nó cũng cái theo cái nhân quả của nó, à, mình không có kiểm soát được đâu. À, đến cái lúc mà nó như vậy rồi thì cũng phải chịu, à, cũng tại mình,
À, cũng tại mình hồi đó mình làm phước, còn là cái nọ mình làm phước nó cũng không hợp thời. À, rồi à, trong cái đời sống á, mình cũng tạo những cái bất thiện, à, rồi những cái thiện, thấy không? À, anh ra đó nhân có trắng có đen, thì bây giờ quả cũng có đen có trắng, thì mình cũng phải cộng nghiệp, mình cũng phải chịu chứ sao giờ. À, cho nên là bây giờ á, mình phải ráng, à, mình ráng tránh các cái ác bất thiện pháp, mình làm nhiều những cái thiện pháp, rồi mình phải làm pháp mà mình tạo, mình gieo trồng những cái phước á, nó hợp thì, à, nó đúng lúc, à, những lúc nào mình thấy cái điều kiện tốt đẹp, à, những cái đó, thì mình làm, à, thì sau này cái quả nó cho cũng đúng thời. Còn tại hồi đó mình làm á, mình làm chưa có cái trí tuệ, chưa có mạnh, à, lâu lâu hứng hứng vui vui mình làm. Còn à, những cái lúc mà người ta cần á, thì mình không làm, thấy không? Gọi là làm phước bố thí rồi không có hợp thời. Cho nên bây giờ cái quả mình á, nó cũng không có đúng lúc. À, mình sanh ra nhằm cái thời kỳ mà nó cái điều kiện thiện pháp nó không có thuận lợi tốt đẹp, à, nó bị những cái chướng ngại, à, những cái ác pháp nó cản trở. Cho nên bây giờ á, mình cũng phải chịu cộng nghiệp, mới chịu khổ đau. Bởi vậy trong cái tuồng cải lương nào đó, nó nói chứ Phật ơi Phật, con muốn tu mà nó không có cho con tu. Thành ra mình đừng có nhìn ra bên ngoài, mình nhìn ra ngoài thế gian, xã hội, à, gia đình đồ này kia nọ, mà mình phản tỉnh, mình xem xét lại chính mình rồi sao mình ráng, mình cố gắng, mình sửa đổi, à, cái phương pháp, à, thực hành của chính mình, à, mình nên làm những cái điều cần thiết, làm hợp thời, làm đúng lúc, à, thì sau này chúng ta sẽ gặp những cái thuận lợi trong cái đời sống tốt đẹp. À, còn nếu mà mình cứ làm theo tùy hứng, à, mình làm với không có hợp trí, không? Thì sao? Thì sau này mình phải cộng nghiệp. À, mình sống chung với những người mà nó gây chướng ngại cho mình, đúng không? À, mình muốn yên tĩnh mình tu á, hiểu đâu nó hát karaoke, à, hay là nó làm ồn ào lên, à, đó. Nhưng mà cái đó nhớ ngài hòa thượng Xuyên Minh ngài dạy á, cái đó là gì? Cái đó là những cái vị giám khảo, họ thử thách mình á, họ thử thách về cái sự nhẫn nại, à, cái sự tinh tấn, à, cái trí tuệ, à, và chính cái đó đó để là cái thước đo, à, cái thước đo để xem coi cái sự tu tập mình có tiến bộ hay chưa, thấy không? Còn nếu mà giám khảo người ta ra đề thi, à, mình lại mình quýnh giám khảo, mình chửi giám khảo, nói ra đề thi làm sao, làm gì khó quá, thì rồi cái sự tu tập mình còn quá non yếu, thấy không? Đó, cho nên đó là khi mà những cái chướng ngại, những cái nghịch cảnh, à, thay vì mình nhìn ra bên ngoài rồi mình phiền não, mình sân hận, mình bực bội, à, khi mà chủ nợ tới ta đòi á, mà mình chửi mắng người ta, mình đánh người ta rồi, thì nợ nần nó càng chồng chất. À, khi mà giám khảo ta ra đề, à, rồi chủ nợ ta tới đòi á, mình kham nhẫn, mình chịu đựng, mình trả, thì mình mới hết nợ. À, giám khảo ra đề thi mà mình ráng, mình kiên, mình giải đáp hết, thì mình mới qua được cái cuộc thi, thấy không? Đó, thì quý vị thấy rằng đó, ngay cả Bồ Tát cũng vậy,
ha, đâu phải mà cái đạo quả chánh đẳng chánh giác mà nó dễ dàng đâu. Trời ơi, ma dương nó cũng khảo tới khảo lui đủ thứ chuyện ha, tam độc khảo. Nhưng mà sự nỗ lực, sự tinh tấn, sự kham nhẫn, à, ngài vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại đó, ngài mới đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó thì cũng vậy. Hả, mình là cái người mà muốn tu thì tất nhiên là mình phải bị ma khảo. Mà chưa đâu, cái này nó mới là cái loại mà tôi là cháo chắc chút chích của ma dương ấy, chứ không phải là ma dương đâu. Thấy không? Cho nên á, là mình ráng cố gắng, à, mình nhìn thấy, à, những cái chướng ngại, những cái thử thách, à, để mà chúng ta cố gắng rồi chúng ta, à, tham nhẫn, tinh tấn, nỗ lực và giới trí tuệ để chúng ta từng bước chúng ta khắc phục, chúng ta vượt qua, thì cái sự tu tập của chúng ta mới có tiến bộ. À, còn bây giờ cái thời kỳ mà cái ác pháp, à, nó manh nha, bắt đầu nó ló dạng rồi đó, thấy không? À, mình dễ vui rồi mình chán nản, xung quanh là những kẻ mà bất thiện, người ngu nó nhiều, à, bây giờ mình chán quá, ôi trời ơi, bây giờ thế gian này người ngu không, giờ mình tu làm gì, ha, đó, thì rất là nguy hiểm, ha, cho nên á, à, mình tu là tu cho mình, chứ mình không phải tu cho thế gian, à, thế gian họ tốt, điều kiện tốt đẹp, mình cũng ráng cố gắng nỗ lực tu, mà bây giờ xung quanh thế gian này á, ác pháp, bất thiện, nó nhiều, mình cũng ráng cố gắng mình né tránh để mình lo mình tu. À, chứ không phải chừng nào điều kiện tốt đẹp tụi tu, bạn bè tôi tốt đẹp tụi tu, à, thân bằng quyến thuộc tôi tốt đẹp tụi tu, còn bây giờ á, bạn bè là toàn là cái người xấu, rồi thân bằng quyến thuộc toàn người xấu, xã hội á, người xấu nó rầy rẫy, thì thôi tôi cũng nghỉ tu tôi cũng sống như họ luôn, thì thôi mình đi chung xuồng, thấy không? Đó, cho nên á, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phản tỉnh, à, mình tu cho chính mình không có nhìn ra ngoại cảnh, mình không có nhìn vào cái xã hội, mình không nhìn vào cái trong gia đình điều kiện xung quanh để đáng, à, mình tu, à, mà mình phải nhớ rằng á, mình ráng mình lo mình tu cho chính mình để đừng có rơi vào cái thời kỳ mà ác pháp nó tăng trưởng ở trong thế gian này. À, xin giải thích cái thắc mắc của, à, cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, dạ, con kính tri ân sư. Dạ. À, tiếp theo, xin mời đạo hữu Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Dạ, xin mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai nha. Dạ, xin mời ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chị Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang. Dạ, con xin Ngài cho con được Ngài chỉ dạy cho chúng con. Như con cũng biết rằng là trong cái cuộc sống thì mình phải tiếp xúc những cái rất là nhiều việc mình cần phải tu tập từ từ. Và trong cái việc hàng ngày đó thì như là bố thí, rồi thì nói chung những cái việc phận sự hàng ngày thì của người Phật tử, thưa sư, thì cũng có những cái đó thì từ từ mình, con cũng từ từ con cũng cũng tu tập dần. Nhưng mà con muốn là học giáo lý thêm á, thưa sư, thì như Phật tử chúng con thì đôi khi một đống giáo lý, sách vở kinh điển cũng tùm lum hết, mà khi mà cái hướng học
muốn học hay muốn tu tập của mình, thật sự thì cũng không biết là nên học cái gì trước cái gì sau ạ. Cho nên là con cũng thấy đôi khi nó cũng rất là dối mà. À, khi mà mới học à mới tu ấy, thưa sư thì biết về giáo lý thì cũng hơi có cái tâm tham ấy, thưa sư cái gì cũng muốn học, ôi cái này cũng thấy hay, cái kia cũng thấy hay, cho nên là cũng nhưng mà xong cuối cùng cũng chưa đâu với đâu ạ. Dạ. Cho nên là con cũng rất là mong sư chỉ dạy cho chúng con là khi mà mình muốn học giáo lý ấy, thì điều đầu tiên nhất là mình nên học những cái quyển gì và như thế nào thì để mà cho từ từ từng bước mình có thể mình tu tiến lên ạ. Dạ con kính xin sư chỉ dạy cho chúng con ạ. Dạ con xin được xuống mic, con giống mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì giáo lý, cái giáo pháp thì nó là sâu rộng không? Mà nếu mà trong một cái kiếp sống mình không thể nào mình học hết được đâu không? Mà thường là khi mà mình hiểu biết được ngài giáo pháp rồi thì mình ham thích mình học, nhưng mà mình đụng đâu học đó, nghe người ta nói cái học cái pháp này hay lắm rồi mình chạy theo, học pháp kia hay lắm mình chạy theo, học pháp nọ hay lắm mình chạy theo, rốt cuộc là mình không có nắm được gì hết á. Cho nên á là trong cái bài mà kinh mà giáo giới tóm tắt Đức Phật dạy, không làm các việc ác, làm các việc lành. Ha, bây giờ á, không làm các việc ác thì trước tiên mình phải biết các pháp ác nó là pháp nào. Ha, mình học, mình nhận thức rõ ràng về cái pháp ác rồi. Ha, rồi làm các việc lành thì những việc nào là việc lành, mình thực hành những cái việc lành nào nó đòi hỏi những cái điều kiện nó như thế nào ha, để mình thực hành, để mình phát triển, mình duy trì gìn giữ cái thiện pháp, các cái việc lành đó. Rồi giữ tâm hay là thanh lọc tâm trong sạch ha. Thanh lọc tâm trong sạch đây là gì? Để mình tránh những cái ô nhiễm ở trong nội tâm chúng ta. Đó, thì mình nắm từ cái giáo, cái lời dạy tóm tắt của Đức Phật mà. Ở đây rồi mình, trong cái điều kiện khả năng của mình đó, mình sẽ học. Từ đó mà mình đi tới thì đó. Giờ đó, mình phải nhận thức cái điều ác ha, rồi nhận thức cái việc lành, cần phải có những cái điều kiện nào để mình phát triển những cái việc lành. Khi mình phát triển điều lành thì mình sẽ đẩy lùi tránh xa cái bất thiện, cái ác pháp. Rồi khi mà mình phát triển được cái thiện pháp rồi, bây giờ á, chính những cái ô nhiễm ở trong nội tâm á, nó làm cho cản trở cái thực hành các cái pháp thiện. Thì bây giờ mình thực hành những cái điều học nào, cái phương pháp nào để cho cái nội tâm nó được trong sạch, nó thanh tịnh. Đó, thì bao nhiêu đó thôi. Chứ mình đừng có ôm đờm quá, không? Đó, thì cái đó là cái cốt lõi ba cái điều đó thôi. Thì từ đó rồi đó, chúng ta từ từ chúng ta tiến bước, chứ đừng có mà chạy theo. Tại vì á sao, cái căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh khác nhau. Bây giờ những người mà họ đã trải qua cái vấn đề mà họ thuần thục về giới rồi, thì giờ người ta tu định,
Chứ mình đừng nghĩ là thôi giới thấp thỏi bây giờ tu định đi, nhưng mà căn bản về giới mình chưa có rành, chưa có cặn kẽ, chưa có vững vàng, thì mình chạy theo phát trình riễn định sao được. Ha, bây giờ người ta giới ta đã căn bản rồi, định người ta đã căn bản rồi, giờ ta phát triển tuệ, cái mình thấy bây giờ đó là phát triển trí tuệ mới giải thoát. À, mình bỏ qua cái giới cái định, mình chạy theo mình lo mình tu tuệ, nhưng mà căn bản ở dưới này mình chưa xong thì làm sao mình có phát sanh tuệ được, không? Thành ra mình phải biết chính mình, rồi mình dựa theo cái lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta học những cái bài học, những cái pháp nào nó cần thiết để tạo cái căn bản nền tảng cho nó vững vàng. Rồi chúng ta mới từng bước chúng ta phát triển lên ha. Chứ chúng ta đừng có chạy theo bên ngoài, bởi vì căn cơ trình độ, các cái pháp độ, các cái phước trí của mỗi người nó khác nhau, thấy không? Đó, thành ra đó, mình phải biết mình đang ở cái thời kỳ nào. Nếu mình là cái người mà sơ cơ thì mình phải học cái căn bản trước. Còn nếu mà mình xét thấy cái căn bản mình nó vững vàng rồi thì bắt đầu mình phát triển những cái pháp nó nâng cao thêm chút nữa ha. Đó, chứ đừng có chạy theo ai đó ha. Đó thì sư cũng xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Mời các cô Văn Hỷ sám hối sau khi nghe pháp, rồi sư xin phúc chúc kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca nghe, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong cho các cái thiên tai dịch qua, chiến tranh ở trên thế gian sớm được đẩy lùi, để chúng sanh được an vui an ổn, các cái pháp thiện được phát triển, giáo pháp của Đức Phật được hưng thịnh. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Xin mời Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Buổi học pháp đến đây là kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải các bài pháp và trả lời các câu hỏi của đạo tràng trong ngày hôm nay ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cho những câu hỏi để pháp sư giải thích, qua đó đạo tràng được hiểu thêm về bài học và hiểu thêm về cuộc sống. Dạ, rất mong rằng bài học sau sẽ được sự góp ý của nhiều quý vị hơn nữa để đạo tràng được sinh động. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Tiếp theo con xin được sám hối tam bảo sau khi nghe pháp. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phúc báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadansoti bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadansoti bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadasoti bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp,
do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, tiếp theo con xin được hồi hướng sau khi nghe pháp. Kính mời đạo tràng.